Còn tại các tỉnh phía Nam, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước trên các sông và kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên nhanh, khiến đỉnh chiều vượt báo động 3. Theo dự báo, đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 11 sẽ là 1,45 m và đến 16 giờ ngày mùng 4 tháng 11 sẽ là 1,51 m vượt mức báo động 3. Tới ngày tiếp theo thì đỉnh chiều ở lúc 5 giờ sẽ là 1,55 m và 17 giờ là 1,59 m. Đỉnh chiều còn tiếp tục vượt báo động 3 trong khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, trong những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh có hiện tượng sương mù bao phủ vào sáng sớm. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng của áp thấp xích đạo đi qua vịnh Thái Lan kết hợp với nhiệt độ giảm, độ ẩm cao dẫn tới sương mù mà bức xạ vào buổi sáng, có thời điểm sương mù kéo dài tận trưa là do trời ít nắng.